Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ hai ngày 25 tháng 3 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa. Khi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, các nhà trường chủ động điều chỉnh phương án giảng dạy và học tập. Phần tin thời sự quốc tế. Nga tạm giam 4 nghi phạm vụ tấn công khủng bố. Trung Quốc cấm sử dụng chip sản xuất từ Mỹ trong máy tính chính phủ. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 25 tháng 3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa. Dự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc các sở ngành cấp tỉnh, tin của phóng viên Hữu Đại. Nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn và các đồng chí lãnh đạo tỉnh gửi tới Ban Thường vụ tỉnh đoàn và toàn thể cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên tỉnh Thanh Hóa lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Mong muốn tỉnh đoàn và các thế hệ thanh niên tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy sức trẻ nhiệt huyết và khát khao cống hiến để xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp. Hiện nay, số lượng thanh niên từ 16 đến 30 tuổi của tỉnh, khoảng trên 1 triệu người, chiếm gần 30% dân số và gần 50% lực lượng lao động toàn tỉnh. Tỷ Tỉ lệ tập hợp thanh niên trong tổ chức đoàn hội đạt khoảng 79%. Toàn tỉnh có 34 đầu mối đoàn cấp huyện và tương đương. Năm 2023, có 11 trên 12 chỉ tiêu công tác năm đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được tiến hành thường xuyên, liên tục có hiệu quả. Các phong trào hành động cách mạng, chương trình đồng hành với thanh niên được triển khai rộng khắp toàn diện, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, từng bước đi vào cuộc sống, lôi cuốn sự tham gia của đông đảo các tầng lớp thanh niên trong tỉnh. Công tác chăm sóc giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng được triển khai đồng bộ có điểm nhấn, đã có trên 53.000 lượt thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, 110 điểm vui chơi, 58 nhà vệ sinh cho em, 24 ngôi nhà khăn quàng đỏ, nhà nhân ái được xây mới. Công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia xây dựng Đảng và bảo vệ chính quyền tiếp tục đạt kết quả tốt. Công tác tham mưu phối hợp kịp thời sáng tạo có nhiều đổi mới. Việc thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 đã góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi vẫn còn nhiều khó khăn và bất cập, nhất là tình trạng thiếu cán bộ đoàn, cán bộ đoàn chuyên trách quá tuổi theo quy định nhưng chưa được bố trí công tác khác, thiếu cơ sở vật chất trang thiết bị, kinh phí cho triển khai nhiệm vụ. Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định trong bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, Đoàn thanh niên luôn là tổ chức gần đảng nhất, là đội hậu bị vững chắc tiên cậy của đảng, nguồn bổ sung cán bộ cho đảng. Tổ chức đoàn cũng là trường học xã hội của các thế hệ thanh niên, là tổ chức đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho thế hệ trẻ. Thời gian qua, tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn tỉnh thanh hóa đã phát huy vai trò sung kích tình nguyện, tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa và đạt được nhiều kết quả quan trọng, được các ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng chia sẻ, đồng thời phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến phong trào đoàn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khẳng định các cấp ủy đảng chính quyền luôn quan tâm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Các sở ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị xã hội cũng luôn dành cho tổ chức đoàn tình cảm, sự quan tâm chia sẻ đặc biệt. Vấn đề là cán bộ đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh phải chăn trở suy nghĩ, tìm ra các giải pháp đẩy mạnh, và thực hiện có hiệu quả phong trào đoàn và thanh thiếu nhi để đáp ứng niềm tin, sự quan tâm đó. Trong bối cảnh có nhiều thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng như hiện nay, tổ chức đoàn phải có sự đổi mới phương thức tổ chức hoạt động để phù hợp với điều kiện thực tiễn, gắn bó chặt chẽ với thanh niên để tập hợp thanh niên, làm cho thanh niên quan tâm hơn nữa đến đoàn, thấy được vào đoàn là vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh lưu ý, tỉnh đoàn và các tổ chức cơ sở đoàn trong tỉnh và đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, coi đây là nhiệm vụ số 1 là sở chỉ đỏ xuyên suốt các hoạt động của đoàn gắn nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên với công tác đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bên cạnh đó tổ chức đoàn làm tốt hơn nữa việc phát hiện bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp và hàng ngũ của đảng đối với việc tổ chức các phong trào chương trình hành động chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần phải xác định các nhiệm vụ công việc có trọng tâm trọng điểm, thiết thực, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội để triển khai hiệu quả các chương trình kế hoạch đã đề ra. Đồng thời giao các sở ngành tăng cường phối hợp với tỉnh đoàn, lựa chọn các công việc, nhiệm vụ phù hợp với đặc thù của tổ chức đoàn để triển khai chương trình phối hợp. Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết các kiến nghị đề xuất của tỉnh đoàn Thanh Hóa. Chiều nay ngày 25 tháng 3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Thanh Hóa về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023, quý 1 năm 2024, việc tổ chức thực hiện nghị quyết 303/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số cơ chế chính sách đặc thù để phát triển thành phố Thanh Hóa. Dự buổi làm việc có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh, tin của phóng viên Thời sự. Năm 2023, trong số 34 chỉ tiêu kinh tế xã hội của thành phố Thanh Hóa có 17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, 12 chỉ tiêu hoàn thành, nổi bật là Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040, kinh tế thành phố tiếp tục phát triển đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả tỉnh văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ chương trình đô thị văn minh công dân thân thiện trọng tâm là cuộc vận động người dân thành phố nói lời hay làm việc tốt hành động thân thiện được đẩy mạnh an sinh xã hội được đảm bảo tình hình lao động việc làm ổn định quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững không để xảy ra đột xuất bất ngờ kỷ luật hành chính được tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí được quan tâm chỉ đạo năng lực quản lý điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra, gồm tốc độ tăng giá trị sản xuất, thu nhập bình quân đầu người, huy động vốn đầu tư phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa và giá trị xuất khẩu. Ngoài ra, tiến độ triển khai một số dự án đầu tư lớn, dự án theo nghị quyết 303-2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh còn chậm. Giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt yêu cầu. Thành phố Thanh Hóa đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết 303-2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban dân tỉnh bổ sung thêm chỉ tiêu chuyển mục đích đất chuyển chuyên trồng lúa nước, chỉ đạo Ủy ban dân huyện Đông Sơn khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được phân công để làm cơ sở trình đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ngành đã cho ý kiến tham mưu giải quyết các vấn đề tồn tại vướng mắc đối với việc thực hiện mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và việc thực hiện nghị quyết 303-2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Thanh Hóa. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật và toàn diện mà thành phố Thanh Hóa đạt được trong năm 2023 và quý 1 năm 2024. Đây là kết quả của sự đoàn kết thống nhất trong Ban thường vụ Thành ủy, trong toàn đảng bộ thành phố sự quyết tâm, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị thành phố. Bên cạnh đó là sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh ủy, sự phối hợp của các sở ngành, các địa phương trong tỉnh. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hút tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của thành phố Thanh Hóa, trong đó nhấn mạnh đến việc thành phố chưa thực sự có nhiều đột phá trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Kết quả đạt được chưa ngang tầm với tiềm năng, lợi thế, vẫn còn tình trạng ở đâu đó, ở không nào đó, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ chưa quyết tâm quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả điều hành, tổ chức công việc chưa đảm bảo. Do vậy, dù có sự việc đã rõ, nhưng hiệu quả đạt được vẫn chưa như mong muốn. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy và từng cán bộ đảng viên, công chức viên chức thành phố Thanh Hóa quyết tâm hơn nữa quyết liệt hơn nữa trong hành động với phương pháp tổ chức công việc tốt hơn nữa, sâu sát, cụ thể hơn tới từng nhiệm vụ để tạo ra đột phá trên từng lĩnh vực công tác. Ban thường vụ Thành ủy Thành phố Thanh Hóa tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, các dự án theo cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố, tạo ra các sản phẩm cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, tập trung giải quyết các dự án tồn động kéo dài, tập trung tối đa cho nhiệm vụ sát nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa, chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức các sự kiện chính trị văn hóa, tiếp tục làm tốt công tác an sinh cho người dân, chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động bất ngờ, bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng được cho ý kiến giải quyết các kiến nghị đề xuất của thành phố Thanh Hóa, đồng thời chỉ đạo các sở ngành chức năng tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác phối hợp với thành phố Thanh Hóa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM, tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định số 832 về việc phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024. Theo đó, năm 2024, tỉnh Thanh Hóa có 736 dự án được phê duyệt danh mục đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 2.000 ha, tổng diện tích đất dự kiến đấu giá là hơn 586 ha, tổng số tiền dự kiến thu là hơn 18.500 tỷ đồng tiền thu được sau khi trừ giải phóng mặt bằng hạ tầng kỹ thuật là hơn 11.300 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố và Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa chỉ đạo các phòng ban chuyên môn có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn trên cơ sở danh mục các dự án đấu giá được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt khẩn trương tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo để đảm bảo đầy đủ các điều kiện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo quy định của pháp luật tổ chức giám sát chặt chẽ công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật trong đấu giá đất. Để sớm đấu giá quyền sử dụng đất các dự án theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường, tạo nguồn tăng thu cho ngân sách tỉnh trong năm 2024, Ủy ban dân tỉnh đã có văn bản về việc khẩn trương thực hiện quy trình thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất các dự án. Cụ thể, Sở xây dựng thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 trong thời gian không quá 10 ngày làm việc một dự án kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình thẩm định của Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa. Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền trên đất đối với khu đất thu hồi của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Dự án khu đô thị mới phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt trước ngày 20 tháng 4 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong thời gian không quá 10 ngày làm việc một dự án kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản kèm theo hồ sơ theo quy định đề nghị thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sau khi cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tập trung cao độ nhân lực tổ chức thẩm định phương án đấu giá quyết định đấu giá tổ chức xác định giá khởi điểm các dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc nêu trên trong thời gian không quá 65 ngày một dự án. Chỉ đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương bổ sung danh mục dự án đấu giá trong năm 2024 đối với khu đất trung tâm thương mại ký hiệu TM2 theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1 trên 2 000 khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, khu C6, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất nêu trên, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về hoạt động khai thác hải sản không theo quy định và không khai báo IUU, lực lượng biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân trong khai thác thủy sản. Ghi nhận của phóng viên Thúy Lượng tại đồn biên phòng Hải Hòa thị xã Nghi Sơn. Ở trong đây là người ta đã kiểm tra được trên thiết bị hành trình Khi nào có bác khai thác, khi nào có bác chuyển Vâng, thưa quý vị và các bạn Đến từng hộ gia đình để tuyên truyền vận động Lên từng con tàu tuyên truyền kiểm tra mức độ an toàn của tàu thuyền Tình trạng trang thiết bị thông tin liên lạc Ngư lưới cụ đánh cá và nhân thân của ngư dân trước khi xuất bến và cập bến Thực hiện cho các chủ tàu ký cam kết không vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định EU là những việc làm thường xuyên của cán bộ đồn biên phòng Hải Hòa để chung tay phòng chống EU theo chỉ đạo của tỉnh và của Trung ương. Đại úy Lê Văn Tuấn, trạm trường trạm biên phòng Lạch Bạng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ thêm. Trạm xây dựng kế hoạch tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát tại cửa lạch và qua kiểm tra kiểm soát thì tất cả các chủ tàu đã chấp hành theo đúng các quy định và kiên quyết xử lý vi phạm hành chính Tính từ thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến nay, đối với trạm kiểm soát biên phòng Lạch Bạn đã xử lý 9 trường hợp trên 9 phương tiện và đồng ngân sách nhà nước là 87 triệu đồng. Đồn biên phòng Hải Hòa có nhiệm vụ quản lý 23,5 km bờ biển thuộc địa bàn 9 phường của thị xã Nghi Sơn. Có 371 phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển với 3.372 lao động. Trong đó, tàu có chiều dài trên 15 mét là 208 phương tiện, có hai cửa lạch là lạch ghép và lạch bạng. Tại hai cửa lạch này, thường xuyên có nhiều tàu thuyền trên địa bàn và các địa phương lân cận ra vào neo đậu tránh trú bão, trao đổi các dịch vụ hậu cần nghề cá. Thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với đoàn thanh niên, hội phụ nữ xuống các tàu thuyền càng cá, nơi tập trung đông người, tuyên truyền về luật biển Việt Nam, luật thủy sản, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến IUU và các quy định khi hành nghề trên biển. Từ đầu năm 2024 đến nay, cán bộ đồn biên phòng Hải Hòa đã tổ chức được 25 buổi tuyên truyền với 1.521 cán bộ và người dân tham gia. Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị xã Nghi Sơn và các phường được gần 100 giờ, cấp phát 300 tờ gấp, treo 5 băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại các cửa lạch và đang triển khai làm 4 cụm khẩu hiệu tuyên truyền trực quan tại hai cửa lạch. Nhờ đó, nhận thức của người dân về khai thác hải sản an toàn đã được nâng lên đáng kể. Các biên phòng anh em lãnh đạo tuyên truyền là không là làm vùng quá độ theo quy định của nhà nước. Nếu như đánh thì anh em chỉ đánh từ có từ biên 18 đi hắc xuống thôi. Là từ khoảng ngang ngang của Nghệ An đổ xuống vào đến Đà Nẵng nhưng mà đánh chữ khơi nhưng mà cũng không phải là vùng quá độ. Đấy để cho không vi phạm trái phép với quy định của nhà nước. Các anh biên phòng đây cũng hàng ngày các anh đấy cũng tuyên truyền cũng để cho các em là ngư dân mình đến cái vùng biển như thế đánh với pháp cái đấy là mình không lên đi vì cái đấy mấy sát của các em là 24 bật trên 24 vì các em đi đâu là các ấy sẽ biết đến nay 100% tàu thuyền do đơn vị quản lý đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đảm bảo thiết bị kết nối liên tục từ khi tàu rời cảng đi đánh bắt tới khi cập cảng đối với các tàu cá cập cảng và xuất cảng Đơn vị tập trung kiểm tra, kiểm soát các thủ tục giấy tờ, trang thiết bị đầy đủ mới cho phép ra vào cảng. Thiếu tá Lường Khắc Hành, chính trị viên phó đồn biên phòng hải hòa tỉnh thanh hóa cho biết thêm ban chỉ huy đồn biên phòng hải hòa đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tuần tra kiểm soát tại các cửa lạch và các bãi ngang ven biển cương quyết không cho xuất bến đối với những phương tiện không đủ giấy tờ thủ tục và đẩy mạnh công tác xử lý vi phạm hành chính đối với những tàu cố tình vi phạm Dự kiến tháng 6 năm 2024, Ủy ban châu Âu EC sẽ sang làm việc thanh tra thực tế lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Để xem xét gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam. Thanh Hóa được dự báo là một trong những địa phương trọng điểm tại đợt thanh tra này. Chính vì vậy, từ nay đến tháng 6 là thời điểm vàng để tỉnh Thanh Hóa nỗ lực khắc phục những tồn tại hạn chế cùng cả nước chung tay gỡ thẻ vàng EU. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phương án tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 với nhiều điểm mới so với những năm trước. Do đó, các trường học trên địa bàn tỉnh đang chủ động điều chỉnh phương án giảng dạy và học tập nhằm giúp học sinh chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào năm tới. Phóng viên Kim Dung có bài phản ánh. Sau khi tìm hiểu về phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, em Hàn Hải Yến, học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông trường thi thành phố Thanh Hóa, quyết định dành nhiều thời gian để học và ôn tập bốn môn học là toán, văn, địa lý và giáo dục kinh tế. Bởi theo quy định, từ năm tới, thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ phải làm bốn bài thi gồm hai môn bắt buộc là toán, văn và hai môn tự chọn. Học sinh Hàn Hải Yến, lớp 11K5, trường trung học phổ thông trường thi thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa nói: Em ừ. Bộ có toán văn và bên cạnh đó hai môn tự chọn là địa lý và giáo dục kinh tế để định hướng em thi đại học là ngành là sư phạm ngữ văn. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy, giáo viên môn địa lý trường trung học phổ thông Trường Thi, thành phố Thanh Hóa cho biết. Giáo viên phải bắt đầu từ những cái khâu ở nhà, tức là khâu chuẩn bị. Chúng ta phải chuẩn bị một cái bài học với những cái phương pháp, những cái hoạt động hướng tới trọng tâm của người học và làm sao để kích thích được cái niềm vui trong học tập của các em. Khi các em vui, các em chịu học thì các em sẽ muốn học môn học của mình. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 là kỳ thi của lứa học sinh đầu tiên học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đại diện các nhà trường, giáo viên và học sinh đều cho rằng việc thí sinh chỉ phải thi 4 môn thay vì 6 môn như hiện nay là một cải cách quan trọng giúp giảm tải áp lực cho các em Bên cạnh đó, học sinh được quyền lựa chọn hai môn theo sở thích, năng lực, định hướng nghề nghiệp đúng theo tinh thần đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc các nhà trường cũng phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy và học tập để phù hợp với nhu cầu lựa chọn của học sinh. Trên thực tế, nhiều trường chịu áp lực và khá lúng túng trong việc tổ chức phương án giảng dạy bởi có những môn được rất đông học sinh lựa chọn làm môn thi tốt nghiệp, trong khi số lượng giáo viên dạy bộ môn đó lại có hạn. Ngược lại, có những môn giáo viên lại khá nhàn vì có ít học sinh lựa chọn. Thầy giáo Nguyễn Văn Ngọc, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Quảng Sơn 2, huyện Quảng Sơn tỉnh Thanh Hóa nói: Nhà trường không đóng đinh ngay, không áp ngay hay hai môn tự chọn ngay từ lớp 10 và lớp 11 mà nhà trường đang tổ chức là ôn tập cơ bản nhiều môn trong đó chú trọng 3 môn cho các em để năm lớp 12 các em nếu các em mà à, lựa chọn chính xác được hai môn trong 3 môn mà nhà trường tập trung ôn tập như vậy thì các em cũng đỡ khó khăn cho các em các em có thể chuyển đổi giữa các lớp với nhau nó thuận tiện hơn và tạo điều kiện tối đa cho các em. Thầy giáo Nguyễn Văn Nam phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Chu Văn An thành phố Sầm Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết. Nhà trường vẫn tổ chức ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết hợp ôn thi đại học cho học sinh theo hai tổ hợp. Trên cơ sở học sinh lựa chọn các cái tổ hợp đó thì nhà trường sẽ dạy các cái môn này để sau này học sinh nó vừa thi được tốt nghiệp trung học phổ thông với bốn môn, hai môn bắt buộc là toán, văn và hai môn lựa chọn. Đồng thời học sinh sẽ tham gia thi được đại học. Cô giáo Nguyễn Thị Kim Trung, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trường thi thành phố Thanh Hóa nói nhà trường đã cho các em đăng ký các môn tự chọn chính thức để các em tham gia cái kỳ thi tốt nghiệp 2025. Từ đó nhà trường có những cái phương án xây dựng kế hoạch giảng dạy cũng như là tổ chức ôn thi cho học sinh có hiệu quả ngay từ sớm. À, đồng thời là trong các cái tiết học thì à, các bộ môn cũng lồng ghép mà cũng tuyên truyền cũng như là à, giáo dục tích hợp các cái nội dung hướng nghiệp để học sinh có những cái lựa chọn đúng đắn nhất. Từ nay đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 còn hơn một năm nữa nên vẫn còn nhiều thời gian để các trường chủ động chuẩn bị tốt nhất cho học sinh tham gia kỳ thi. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng lưu ý, môn đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 phải được học ở lớp 12, bởi một trong những mục đích của kỳ thi này là làm cơ sở đánh giá chất lượng, dạy học của nhà trường và công tác chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2023-2024, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa có 158 trường ở các cấp học và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, trong đó có 125 trường công lập và 33 trường ngoài công lập với 100.856 học sinh. Đến đầu năm 2024, trên địa bàn có 58 trường mầm non và trường tiểu học, tổ chức giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa, liên kết với các công ty. Thành phố có 18 trường tổ chức dạy liên kết câu lạc bộ toán và tiếng Việt ngoài giờ chính khóa với hơn 14.000 học sinh. Các trường như trường tiểu học Đông Thọ 1433 học sinh tham gia 2 tiết một tuần, 12.000 đồng một tiết. Trường tiểu học Điện Biên I, 1 1502 học sinh tham gia 2 tiết một tuần, 12.000 đồng một tiết. Trường tiểu học Ba Đình 1432 học sinh tham gia 1 tiết một tuần, 12.000 đồng một tiết. Qua kiểm tra, đến cuối tháng 2 năm 2024, thành phố Thanh Hóa yêu cầu các trường tổ chức dạy toán tiếng Việt ngoài giờ chính khóa liên kết với các công ty dừng hoạt động. Trước đó có dư luận về những bất cập của hoạt động liên kết giáo dục ngoài giờ chính khóa tại một số địa phương trên cả nước và để tăng hiệu quả quản lý, đảm bảo quyền lợi của giáo viên học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có công văn về việc quản lý tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định hiện hành về liên kết tổ chức triển khai hoạt động ngoài giờ chính khóa theo nhu cầu người học. Trong những năm gần đây, bệnh viện đã qua huyện Triệu Sơn luôn được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại. Cùng với đó, bệnh viện đã chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật và các bước quy trình tại bệnh viện. Như đó từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới xây dựng bệnh viện chuyên nghiệp, thân thiện, hiện đại. Không chỉ có diện mạo mới, bệnh viện còn được bổ sung mua sắm nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, đó là gói thiết bị trị giá gần 37 tỷ đồng, bao gồm máy chụp cắt lớp vi tính, hệ thống siêu màu 4 d, hệ thống nội soi tiêu hóa, x-quang kỹ thuật số, hệ thống máy móc trang thiết bị được đầu tư đồng bộ và sử dụng hiệu quả đã góp phần điều trị và cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, qua đó tạo niềm tin cho người bệnh khi khám và điều trị tại bệnh viện. Đến nay, bệnh viện đã qua huyện triệu dương đã thực hiện đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy chứng từ, giấy nghỉ ốm hưởng bảo hiểm xã hội áp dụng chữ ký số cho nhân viên y tế, quản lý văn bản và hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần cải cách hành chính, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục nhanh gọn, giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế. Thị đoàn Nghi Sơn, Ủy ban hội Liên hiệp Thanh niên thị xã Nghi Sơn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn vừa tổ chức ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời bác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2024 Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 năm 2024 tại trạm y tế phường Xuân Lâm. Tại chương trình, cán bộ y bác sĩ là đoàn viên của Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn đã tổ chức khám các bệnh liên quan đến đường hô hấp, huyết áp, tim mạch, các bệnh về mắt, xương khớp, siêu âm mổ bụng tổng quát, điện tâm đồ, nội soi tai mũi họng, đo thị lực, Xét nghiệm nước tiểu 10 thông số và cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 lượt người cao tuổi và gia đình chính sách trên địa bàn phường Xuân Lâm. Đồng thời, tuyên truyền phòng bệnh về các bệnh lý mãn tính, tư vấn chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý, góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời bác tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng năm 2024 nhằm tiếp tục cụ thể hóa các nội dung trong phong trào của tổ chức đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với các hoạt động vì an sinh xã hội đồng thời tăng cường đoàn kết tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhân dịp này, thị đoàn Nghi Sơn đã trao 5 xuất quà cho 5 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Xuân Lâm, mỗi suất trị giá 500.000 đồng và một phần quà. Tháng 3 tháng thanh niên với chủ đề Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Thanh Hóa lại tự hào phấn khởi khi được phát huy sức trẻ, trí tuệ, nhiệt huyết cống hiến sức mình cho cộng đồng xã hội. Năm 2024, được ban bí thư chọn là năm thanh niên tình nguyện chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024 để thiết thực hưởng ứng, tỉnh Đoàn Thanh Hóa đã tổ chức các đợt tình nguyện cao điểm trong toàn đoàn như Sa Quân thắng thanh niên 2024, tháng 3 biên giới, phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng đô thị văn minh trong đó gắn với gia quân tháng thanh niên năm bốn, Tỉnh đoàn đã tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng tại huyện Triệu Sơn với nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực như trao tặng 34 bản đồ, tự hào một giải non sông cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, trao tặng 40 xuất quà an sinh xã hội cho các gia đình cựu thanh niên sung phong, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng trang thiết bị cho năm câu lạc bộ thanh niên sung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trao tặng trang thiết bị cho câu lạc bộ thanh niên thu gom rác thải huyện Triệu Sơn, trao biển hỗ trợ số hóa khu tưởng niệm đồng chí Lê Hữu Lập, huyện Hậu Lộc, trao biển hỗ trợ xây dựng 3 bể bơi, phòng chống đuối nước trị giá 100 triệu đồng một bể bơi, khánh thành đường tranh bích họa an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và ra mắt tuyến đường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, ra mắt câu lạc bộ thanh niên thu gom rác thải gắn biển công trình đường cây thanh niên. Các hoạt động của tháng thanh niên năm nay đã và đang tạo ra cơ hội để các bạn trẻ thể hiện tinh thần sung kích sáng tạo trong những hoạt động vì cộng đồng. Nhằm động viên sẻ chia với các thầy cô giáo và học sinh trên địa bàn huyện, Hội Tài chính Kế toán Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã phối hợp với Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức chương trình thiện nguyện cùng em đến trường, thăm và tặng quà cho ba điểm trường khó khăn trên địa bàn huyện Mường Lát. Dịp này, Hội Tài chính Kế toán Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tặng hai bộ máy tính 533 xuất quà, bao gồm sách vở đồ dùng học tập cho toàn bộ học sinh ở các điểm trường. Công ty Điện lực Thanh Hóa trao 60 chiếc giường nằm cho các cháu học sinh trường mầm non. Đây là dịp để hội khảo sát thực tế nhằm nắm bắt chia sẻ thông tin, sau đó sẽ tiếp tục cùng với chính quyền các cấp địa phương, các tổ chức và cá nhân huy động thêm từ nhiều nguồn lực khác trong xã hội, chung tay ủng hộ về vật chất, tinh thần. Sáng ngày 25 tháng 3, tức ngày 16 tháng 2 âm lịch tại di tích lịch sử văn hóa đền Độc Cước, Ủy ban Sân thành phố Sầm Sơn đã tổ chức lễ hội cầu phúc đền Độc Cước năm 2024. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao thần Độc Cước cùng các bậc tiền nhân và cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng để tung cá đầy khoang, mùa màng thắng lợi, cuộc sống no đủ, cầu cho du lịch của thành phố Sầm Sơn ngày càng phát triển. Ngay sau lễ dân hương là các nghi thức cầu phúc, tế lễ truyền thống thể hiện tấm lòng thành kính đối với bậc tiền nhân đồng thời thể hiện ước mong của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong năm mới. Tiếp đến là chương trình nghệ thuật đặc sắc thể hiện niềm tự hào về nguồn cội dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước, không chỉ là hoạt động nổi bật trong các lễ hội mùa xuân ở Thanh Hóa, lễ hội cầu phúc đền Độc Cước còn là hoạt động mở đầu trong mùa du lịch Sầm Sơn 2024. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.